Thưa quý vị, với những tiến bộ của khoa học công nghệ, ngày càng có nhiều hoạt chất được tìm thấy và ứng dụng trong việc làm đẹp, có vai trò hết sức quan trọng đối với sức khỏe làn da. Trong đó, không thể không kể đến retinol, tretinoin. Bác sĩ gia đình ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta có những hình dung rõ hơn về hoạt chất được xem như là một trong những thần dược của làn da này. Retinol và tretinoin đó là hai cái dưỡng chất vitamin A cũng thuộc cái nhóm gọi là retinoic. Nó sẽ có tác dụng rất là cao trong cái chuyện là mình chống lão hóa da, tức là mình làm cho da mình trẻ hơn, làm cho da mình căng mịn, săn chắc, tăng độ đàn hồi. Ngoài ra thì còn có tác dụng trong điều trị là tiêu sừng. Do đó nên làm ra là da mình sẽ thấy là mình bề mặt da mịn màng hơn đối với những ai mà có trường hợp là da dày sừng, hoặc là có vai trò trong cái điều trị mụn trứng cá nè. Hoặc là cuối cùng là retinol còn có vai trò là chính vì cái tác dụng mà trẻ hóa da như vậy đó, thì hai cái hoạt chất này sẽ giúp cho chúng ta là nếu mà dùng lâu dài chúng ta có thể làm mờ những cái rãnh nhăn trên da. Thì bởi vì tretinoin là một cái acid rồi, do đó nên thành ra là khi mà đưa vô da thì hiệu quả sẽ nhanh hơn, tác dụng mạnh hơn. Còn retinol thì phải trải qua một cái quá trình biến đổi để từ từ mới đưa đến cái hoạt chất là retinoic acid, do đó nên tác dụng của retinol sẽ chậm hơn. Nhưng mà điều đó nói như vậy có nghĩa rằng là khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm mà có chứa hoạt chất tretinoin thì dễ gây những cái tác dụng phụ hơn, dễ gây kích ứng da hơn. Cái thứ hai đó là retinol được coi là một cái hoạt chất mà không cần phải kê toa, có thể là bổ sung trong những cái sản phẩm mỹ phẩm bán rộng rãi ngoài thị trường. Còn tretinoin là một hoạt chất mà cần phải có sự kê toa của bác sĩ. Do đó nên tretinoin sẽ được bào chế trong những cái sản phẩm mình gọi là dược mỹ phẩm. Thực tế thì không phải như vậy, mà bởi vì cái quá trình mong da là một quá trình vi thể, đôi khi là mình không nhìn thấy. Mình thoa cái sản phẩm lên bề mặt da, nhờ mình, hoặc là da mình cũng đang thay da đó, đang đổi mới, tái tạo thượng bì đó, nhưng mà mình lại không nhìn thấy được. Và nếu như mà mấy bạn mà đôi khi là mấy bạn thấy là da mình chưa bong á, mấy bạn lại tăng cái nồng độ lên, hoặc là mấy bạn tăng cái tần suất sử dụng lên, thì lại làm cho da mình trở nên là dễ khô, dễ kích ứng, nhạy cảm, hoặc là thậm chí là dễ bị sạm nám sau đó. Do đó nên thành ra là mình không nên là dùng cái sản phẩm retinol, tretinoin mà mình đợi cho da mình phải bong thật là nhiều. Trước khi mà mình sử dụng thì chúng ta sẽ thoa một cái lượng nhỏ của sản phẩm trên cái vùng trong khuỷu tay hoặc là vùng ở sau cái phần tay của chúng ta, và chúng ta coi sau 24 giờ da chúng ta phản ứng như thế nào. Nếu sau 24 giờ mà bạn thấy là da mình nó không có những cái phản ứng kích ứng hay đỏ ngứa thì bạn có thể là bổ sung cái hoạt chất này trong cái chu trình chăm sóc da của mình. Và cái vấn đề thứ hai là luôn luôn bất kỳ một cái sản phẩm nào chúng ta cũng nên bắt đầu bằng cái quy định, đó là đi từ cái nồng độ thấp đến nồng độ cao. Đối với retinol, với những bạn mới bắt đầu, chúng ta có thể chọn lựa cái nồng độ khoảng là 0.3-0.25%. Sau đó da chúng ta mà đáp ứng tốt, thích nghi tốt thì chúng ta tăng dần nồng độ. Còn đối với tretinoin thì thật sự khuyến cáo mấy bạn nếu mà mình mới bắt đầu sử dụng những cái sản phẩm chống lão hóa thì chúng ta khoan từ từ, hãy vội sử dụng. Còn nếu chúng ta bắt đầu sử dụng thì chúng ta cũng bắt đầu bằng cái nồng độ thấp nhất là 0.025% đối với tretinoin. Và cái thứ hai là chúng ta chọn lựa cái chế phẩm. Đối với những cái bạn mà có da khô thì chúng ta nên chọn những cái chế phẩm mà dạng cream có chứa retinol hoặc tretinoin, thì nó sẽ giúp cho là cái da dễ dung nạp hơn. Còn đối với những bạn mà có da dầu nhờn, chúng ta chọn những chế phẩm là dạng gel cũng là ổn. Và cái thứ ba là lưu ý về cái tần suất sử dụng. Thì mới bắt đầu sử dụng chúng ta nên sử dụng khoảng 1 tuần, là chúng ta dùng 1 ngày thôi. Sau đó chúng ta tăng dần 2 ngày 1 tuần. Sau đó thì khoảng 2-3 tuần chúng ta lên cách ngày 1 tuần. Và sau đó nếu mà sau 1 tháng mà da mình hoàn toàn là không có những cái tác dụng phụ, ví dụ như là khô da nè, bỏng rát nè, hoặc là bong vẩy nè, đỏ ngứa châm chích, thì khi đó chúng ta có thể sử dụng hàng ngày. Rồi thoa như thế nào trong cái chu trình chăm sóc da? Thì bởi vì retinol và tretinoin đó là những cái hoạt chất mà dễ bị thay đổi bởi ánh sáng mặt trời, thì chúng ta nên bổ sung hai hoạt chất này vào cái chu trình chăm sóc da buổi tối của chúng ta. Và khi mà chúng ta thoa đây thì có hai cách thoa, hoặc là chúng ta thoa dưỡng ẩm trước, khoảng 10 phút sau chúng ta mới thoa cái hoạt chất retinol hoặc tretinoin, hoặc là chúng ta thoa trực tiếp lên da sau cái bước cân bằng da luôn. Thì cái chuyện mà chúng ta chọn lựa cái cách da thoa nào đó thì tùy thuộc là đầu tiên bạn là mới sử dụng hay là bạn đã quen với cái hoạt chất này rồi. Nếu mình mới sử dụng thì mình nên chọn lựa là mình thoa dưỡng ẩm trước để giảm đi những cái tác dụng phụ kích ứng.
Hoặc là nếu mà bạn đang trải qua một cái giai đoạn gọi là treatment, tức là điều trị nặng rồi, thì mình cũng nên chọn lựa là mình thoa dưỡng ẩm trước, chứ mình đừng có thoa trực tiếp cái hoạt chất retinol, retinoin lên cái bề mặt da. Ở những cái vùng da nhạy cảm như là vùng quanh mũi nè, hoặc là những cái vùng quanh mắt, thì hoặc là chúng ta tránh, chúng ta không thoa. Còn nếu như những cái vùng đó mà chúng ta vẫn có những cái vấn đề cần cải thiện, ví dụ nếp nhăn quanh mắt, thì khi đó thì mình vẫn có thể thoa, nhưng mà mình chọn lựa những cái sản phẩm mà retinol hoặc retinoin mà có nồng độ thấp, và mình thoa một lớp mỏng thôi. Và mình nên thoa dưỡng ẩm trước khi mình thoa cái sản phẩm có chứa retinol hoặc retinoin. Nếu mà bạn muốn kết hợp những cái hoạt chất có tính axit như AHA hoặc BHA và chung cái chu trình chăm sóc da, thì tốt nhất mình nên chia AHA buổi sáng. Còn đối với BHA mình dùng buổi tối, thì mình có thể dùng cách ngày với lại cái sản phẩm có chứa cái retinol hoặc retinoin. Hoặc là nếu mà da bạn đã quen với cái chuyện điều trị với những cái sản phẩm có hoạt tính axit rồi, thì bạn vẫn có thể kết hợp BHA với những cái sản phẩm retinol retinoin trong cùng một cái chu trình chăm sóc da buổi tối. Tuy nhiên bạn phải có một cái khoảng cách giữa hai cái thời gian thoa hai cái sản phẩm với nhau. Nhớ là cái chống nắng là cái căn bản nhất trong cái chu trình chăm sóc da, mình không quên. Và đối với những ai mà có thai thì chúng ta sẽ không sử dụng những cái sản phẩm có chứa retinol hoặc retinoin.